Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là cách cắt ghép nhạc ở trên iPhone, giới thiệu cho mọi người cái phần mềm cắt cắt này nha mọi người nhé. Thì uh, như của mình dùng iPhone đây thì mình vào App Store để tải cái phần mềm cắt cắt này về. Và các bạn dùng uh, Samsung thì các bạn vào CH Play để tải về nhé mọi người nhé. Rồi chúng ta sẽ vào phần cắt cắt đây chúng ta có cái phần dấu cộng này các bạn này thì là cái phần dự án mới chúng ta sẽ cộng một dự án mới và sau đó những cái video chúng ta cần ghép lại thành một cái video dài đúng không các bạn thì vào phần chúng ta sẽ tích vào những cái video chúng ta cần ghép lại thành một cái video dài chẳng hạn rồi ví dụ mình thêm năm cái video này và mình chạy ở trong đây thì nó có rất nhiều cái phần Ví dụ như hiệu ứng này các bạn này Thì mình hoàn toàn có thể chọn được cái hiệu ứng Ví dụ như mình đơn giản như này Đấy các bạn nhìn thấy không Thì ở đây là nó cũng có hướng dẫn Là mình sẽ di chuyển được cái hiệu ứng này Nó đến những cái đoạn nào Đây ví dụ như mưa sao băng này đúng không các bạn Đây Đến đoạn đấy bắt đầu nó sẽ Bắt đầu ra mưa nhé và qua đoạn này thì nó hết cái hiệu ứng thì các bạn có hoàn toàn có thể chỉnh sửa được từng đoạn từng đoạn một nhé mọi người nhé rồi chúng ta sẽ xuất thử cái video này ra thì xuất cái video này mình sẽ xuất ở cái chế độ HD 1080 nhé mọi người nhá trong khi xuất thì các bạn giữ nguyên màn hình giúp mình rồi ok đã xong mình sẽ vào bộ sưu tập xem đã được cái video dài chưa nhé mọi người nhé đây mọi người đã được cái video 40 giây. Thấy các bạn thấy không ạ? đấy thì hôm nay mình uh, giới thiệu và hướng dẫn mọi người sơ qua về cái phần mềm ứng dụng cắt cắt này, phần mềm làm video và những cái dự án mới đều lưu lại ở dưới này nhá Bao giờ các bạn xóa dự án thì nó mới bị mất. đấy thì các bạn thấy video của mình hay và ích thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký và chia sẻ video này cho mọi người biết đến cái phần mềm để chúng ta cắt ghép những cái video ở trên điện thoại mà không cần dùng đến máy tính nhé mọi người nhé ví dụ nhiều bạn không có máy tính mà các bạn muốn làm video mà các bạn chỉ có điện thoại thôi thì cái phần mềm này nó rất chi này Ui. thì mình cũng xin phép là dừng video chia sẻ tại đây xin chào tất cả mọi người nhé hẹn mọi người trong video chia sẻ tiếp theo nhé mọi người.